Cả nhà có khỏe không? Mình mới đi chợ về nè các bạn. Mình mua trái xoài này nè. Trái xoài này giống như là trái xoài mà xoài tượng bên Việt Nam á các bạn. Cái này ăn giòn ngon lắm. Đây mình mua cái này là ổi. Mình bán trong cái dĩ. Người ta sợ dập cho cả nhà nên người ta lấy cái mớp này bao lại. Ngon lắm, hồi nãy mình có gọt ăn thử. Giòn. Đồ chua này ai thấy cũng thích đó. Thường thường là con gái nó thích ăn. Này cả nhà ăn với muối nè. Ổi này nó có hột mà ăn nó cũng ngon lắm, giòn lắm. Mà cả nhà ăn với mình nha. Giòn. Ăn cái hột không được bỏ cái hột. Ăn cái vỏ. Cái này là trái xoài đó các bạn. Cái trái bự này nè, mình gọt ra. Đây cả nhà táo nè, táo này ngon lắm, nó giòn. Này thì quả đầu tiên. Này vô màu táo nè. Giòn, cả nhà mình nó ngọt. Dễ ăn. Này người ta mới hái đó nên nó cái độ nó giòn nó còn. Người ta hái lâu á thì cái trái nó bị héo, con này còn tươi. Cả nhà, cái cành này nè các bạn thì má chồng của mình á ăn để trị tiểu đường đó các bạn. Thì ở đây nè, cái người lớn tuổi đó thì người ta nói rau cành này nè, cái mình tước cái chỉ ra, cái mình lấy cái dao hai lưỡi mình bào, rồi mình thấy gì cái mình ăn, mình chưa có đường mà mình sợ mình ăn, rồi cả nhà bào ra gì nè, cũng như mình trộn một tí giấm các bạn với đường, với một tí nước mắm vô á, mình làm giống như gỏi vậy đó, ăn giòn thơm lắm đó. Cái mình cắt miếng rau găm vô, cái để miếng ớt vô, cái này là ăn chị tiểu đường rồi đó các bạn, rau cần ăn tốt lắm đó.
ngày mình ăn chừng một cọng hai cọng rau cần, một bẻ này thôi cũng được hoặc là hai bẻ cũng được. Thấy má mình ăn ngon quá mình bắt chước mình ăn. Ban đầu mình ăn hơi khó mà từ từ mình ăn quen rồi đó, mình ăn hơi nhiều hơn mà ăn đó, các bạn nói ăn mà chị bệnh đó, mình ráng ăn đi. Cả nhà ăn bánh mì ngon, bánh mì này để ăn sáng mua hai bịch. Đó, chiều nay cái ghế bàn của mình vậy đó, cà thì nướng, mình không có chét mỡ hành lên nướng gì cái ăn. Cả nhà thấy gì với trái cây ngon không? Cả nhà mình đi ở ngoài á, mình thấy hoa đào á, nở đẹp nè, hái về nè. Cả nhà thấy đẹp không? Hoa đào màu trắng, màu tím tím, hồng hồng, dễ thương. Gia đình mình bữa nay đi chợ mua mấy món này đó, mình phê với cả nhà. Táo ngon lắm đó các bạn, đi chợ mua ăn được, giòn ngon mà nó ngọt nữa, nó quá chát. Thường thường táo này nó nhầm khi táo mình thái non quá đó thì nó chát, táo này thì vừa ăn. Ổi này ngày mai ăn không ngon, bây giờ này nó hơi tối rồi, ăn dắt chưa chưa đó. Đâm chén muối ớt ăn ngon. Mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe, gia đình mình có ăn món gì mình quay cho các bạn xem cho vui. Bye cả nhà.